Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Mở đầu trailer tập 202 Đấu La Đại Lục là hình ảnh chữ Vinh Vinh sau khi phụ trợ Đường Tam hoàn thành khảo hạch được Hải Thần khen thưởng cho vô cùng hậu hĩnh. Không chỉ nhận được Hải Thần Đào Hồng cấp, hưởng đệ nhị tế tự quyền uy mà hồn lực tăng lên 3 cấp, toàn bộ tu vi hồn hoàn tăng lên 5.000 năm. Hơn nữa, thần còn ban thêm cho hai cái hồn hoàn. Chữ Vinh Vinh tự mình cũng có cảm giác bất khả tư nghị, nàng so với Đới Mục Bạch, bọn họ chỉ là nhiều hơn một khảo. Chính là một khảo này nhưng lại làm cho thu hoạch của nàng so với người khác cũng cao hơn mấy bậc. Sắc thái hồn hoàn của nàng lúc này đã thay đổi, theo thứ tự là 2 tím, 5 đen, 1 đỏ. Phải nói là sự sắp xếp hồn hoàn vô cùng khủng bố này đã vượt qua cả bàn tay Tây. Sở dĩ nàng nhận được ưu ái này là vì rất có thể sau này khi Đường Tam trở thành thần, Ba Thế Tây sẽ phải hiến tế và nàng sẽ thế chỗ Ba Thế Tây, tiếp nhận vị trí đại thế ti của Hải Thần Đảo. Lúc này rốt cục nàng hiểu được tại sao hồn hoàn của Hải Thần Đấu La Ba Thế Tây là bất hắc nhất hồng rồi. Đúng là nhờ vào khen thưởng của đỉnh cấp khảo hạch cho nên mới có cảnh tượng đồ sộ hồn hoàn toàn là vạn năm trở nên như vậy. Khỏi cần phải nói, Vinh Vinh hiện tại đúng là vô cùng vui sướng, nàng không ngờ rằng bản thân lại có thể may mắn đến như vậy. Bình thường hồn sư hệ phụ trợ rất khó để tu luyện trên 80 cấp, kể cả phụ thần nàng, chữ Phong Trí, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông bất quá mới đạt 79 cấp mà thôi. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Lúc này, sâu dưới đáy đại dương, Thâm Hải mà Kình Vương phát hiện dị tượng hải thần sắp tái xuất thì vô cùng tức giận, trong ánh mắt lộ liễu vẻ không cam lòng. Nó đã tu luyện bao nhiêu năm để có một ngày hôm nay cơ chứ? Một đoạn thời gian nữa thôi là nó có thể hóa rồng và trở thành Hải Thần Long. Từ trước đến nay, trong đại dương nó chính là đường kim vô địch không ngán bất kỳ đối thủ nào. Ma hồn Đại Bạch Sa cho đến tà ma hồ kinh thấy nó cũng phải cách xa 100 mét. Duy chỉ có Hải Thần là làm nó kiêng kỵ mà thôi. Lúc này trong Hải Thần Điện, Đường Tam sau khi rút ra tam xoa kích, sức cùng lực kiệt mà ngã ngụy xuống Hải Thần Đài, trực tiếp ngất đi. Nương theo cơ thể hắn ngã xuống, tam xoa kích 108.000 cân cũng đè ngang người hắn, mà Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ chạy lại định nhấc nó sang một bên. Cơ hội là dùng hết sức kiện thần khí kia và không nhúc nhích. Lúc này Ba Thái Tây tiến đến, vẻ mặt còn lộ sắc nghiêm trọng, hai tay đồng thời nắm lấy Hải Thần tam xoa kích, hồn lực ba động cuồn cuộn xuất ra, nàng lại phóng xuất võ hồn của mình. Bát hắc nhất hồng, chín cái hồn hoàn xuất hiện để cầm Hải Thần tam xoa kích nhấc lên. Nhìn bộ dạng của nàng vô cùng chật vật, dĩ nhiên là một phen dùng toàn lực ứng phó. Tam xoa kích cũng không phải là bị nhấc lên nhẹ nhàng, mà là cực kỳ chậm rãi rời khỏi thân Đường Tam. Ba Thái Tây trên mặt thần sắc khẩn trọng, thậm chí có thể thấy gân xanh trên trán nổi lên. Đúng là thật sự dùng toàn lực. Thấy tình cảnh này, chữ Vinh Vinh lập tức phóng xuất ra cửu bảo lưu ly tháp của mình, không chút do dự một cái tăng phúc lực lượng, một cái tăng phúc hồn lực, hai luồng ánh sáng chiếu lên người Ba Thái Tây. Tiểu Vũ lúc này tiến đến ôm hắn vào lòng, nước mắt xuôi theo gương mặt kiều diễm cứ thế tuôn ra. Nàng không ngừng rót hồn lực vào cho hắn, ngoài cách này ra cũng không biết phải làm gì. Ba Thái Tây sau khi xem xét thân thể Đường Tam, phát hiện hắn mất quá nhiều máu, Tiểu Vũ không chút do dự tình nguyện truyền máu cho hắn. Sau khi trên mặt hắn có khởi sắc mới dừng lại, linh hồn lần nữa trở về cơ thể Đường Tam, ẩn vào trong hồn hoàn cùng hồn cốt của hắn, lập tức ngủ say. Cũng trong lúc này tại đại lục, tình hình ba đại đế quốc sớm đã bất ổn. Thiên Đầu đế quốc cùng Tinh La đế quốc bắt tay nhau tiền trạm hậu tấu quyết định nghênh chiến Vũ Hồn đế quốc. Tại Vũ Hồn điện, phàm là những người có chức trách đều đã tập trung lại chỉ nhờ nhận lệnh. Tổ Bì Bì Đức khoác trên mình bộ khải giáp bằng vàng, trên tay cầm huyền trượng tiến về phía cửa chính. Theo sau là Hồ Liệt Na, nàng lúc này được sư phụ mình cực kỳ tin tưởng. Việc lớn nhỏ trong Vũ Hồn đế quốc đã có thể tự quyết, chính là dưới một người trên vạn người. Sau khi Tổ Bì Bì Đức hiện, các vị trưởng lão cùng vạn đại quân cung kính cúi đầu. Lúc này, Tổ Bì Bì Đức đạp cước đứng giữa không trung, tay giơ cao thanh trượng ma văn tinh xảo, hô lớn, toàn quân nghe lệnh, pha trận. Sau tiếng nói này, tất cả nhận lệnh, cuộc chiến chính thức bùng nổ. Đến đây thì hết tập 202 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.